Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Và hãy nhớ nút đăng ký kênh và để lại một like để được cập nhật và được theo dõi những chiếc xe về mới nhất từ bên em. Thưa quý vị các bạn, trong ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe Daewoo Gentra được sản xuất năm 2009. Với chiếc xe hoàn toàn là không có chạy taxi và giá bán là 180 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và phí vận chuyển cho anh chị và các bạn ở trong khu vực miền Nam. Và với giá là 170 triệu đồng và không có bớt nữa cho anh em, tất cả với những anh em người ngoài Bắc. Thì thưa quý vị các bạn, đây là một chiếc xe không taxi dịch vụ. Bởi sở dĩ không taxi dịch vụ là một chiếc xe một chủ từ đầu, cho nên là cái thân vỏ của nó còn khá đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái form xe này nó rất là căng và vỏ mỏng. Vỏ vẻ của nó rất là mỏng. Quý vị các bạn có thể nghe thấy những cái tiếng tôn của xe. Và thưa tất cả mọi người, nhìn cái kiểu một chiếc xe mà nó giữ được form mà không có va quệt gì, nó như thế này. Nó căng và chiếc xe đã được độ lên hoàn toàn một bộ la răng đúc. Là nhìn một chiếc Gentra độ lên la răng đúc này nhìn nó xe rất là trường. Và chiếc xe là màu đen. Chiếc xe màu đen nhé thưa quý vị và các bạn. Và đen rất là bóng, bởi về phần nắp capo này nó là vẫn còn sơn zin 100%. Và kể cả như cái phần nắp cốp cũng vậy. Capo và nắp cốp thì hoàn toàn vẫn còn zin 100%. Như kể cả như những phần này quý vị các bạn nhìn thấy này. Đây, em nhìn này là biết là nó hoàn toàn là không có sơn lại. Và những cái địa điểm mà nó không có bị sơn lại thì tất nhiên rồi, cái độ bóng của sơn nó rất là tốt. Thì để em quay rất là chi tiết cho anh chị và các bạn đã được xem bên ngoại thất. Và như anh chị và các bạn nhìn thấy đây, những vết bẩn đấy. Những cái phần sơn zin của nó nhìn nó rất là mịn này. Nó mịn, nó không giống như những cái kiểu sơn lại một chút nào cả. Như thực ra đây, những chiếc xe mà cái cản trước rồi là những cái mé bên này thì những sắt soát sơn lại thì không thể nào mà tránh được. Kể cả như phần cánh cửa thì chắc chắn một điều là sẽ sơn lại 100%. Với cơ bản sơn zin thì nó sẽ giữ được ở những cái khoảng trống như thế này đây. Và phần nóc và phần capo này là hoàn toàn 100% sơn zin này, quý vị các bạn nhìn thấy này. Đấy, và kể cả cản sau này thì cũng không thể nào tránh được là vấn đề là sơn lại. Ok, sơn với cơ bản thì rất là đẹp. Còn về trong nội thất thì anh chị các bạn có thể nhìn thấy đây, một chiếc xe nó không có chạy taxi. Thì em tí nữa sẽ cho quay cho quý vị các bạn có thể xem được cái chi tiết. Trước tiên chúng ta hãy nhìn chiếc xe mà nó không bị mọt này, Gentra này không bị mọt này, thì phần keo chỉ của xe này, những cái phần tôn của xe này nó rất là sáng. Và những cái con ốc của nó rất là còn nhìn gọi là màu mè. Đấy, nó vẫn còn màu mè, không bị han rỉ. Ở đây keo chỉ zin 100%. Đây, những cái phần này là một phần hay bị mọt nhất trong cái dòng Gentra. Thì con Gentra này nó là xe không taxi và hoạt động rất là ít trên đường, cho nên là nó sẽ không có cái hiện tượng mọt như những cái dòng xe khác, những dòng xe mà đã từng chạy qua dịch vụ. Thì đây quý vị các bạn nhìn thấy đây, đây là những cái viền này, nó hoàn toàn là không có bị mọt. Đó, không có bị mọt. Và đây là những cái bản nề của xe này. Bây giờ chấm nguyên của nhà sản xuất nó vẫn còn những con ốc ác như thế này. Đấy, và những cái keo chỉ. Đây là để cho anh chị các bạn xem được là nó không bị mục mọt gì nhá. Còn phần nhựa của xe đây, anh chị các bạn nhìn thấy là cái nhựa này nó hoàn toàn là chưa bị bạc màu gì theo năm tháng. Và nó rất là nuột. Đây, nhìn nó rất là sáng. Cái phần nhựa của xe rất là sáng. Thực ra Gentra cái nhựa nội thất xe này nó rất là nịnh mắt chúng ta, bởi vì nó là màu kem, nhìn nó sạch sẽ và lịch sự. Đây, những phần này, đây là những cái phần bản nề của cánh cửa này, tất cả thứ của nó còn rất là nguyên bản. Còn đây là những cái chốt khóa mở cửa, ốc bản nề xe này. Đấy. Còn về phần vô lăng đây, anh chị các bạn nhìn thấy này, hoàn toàn chưa có bị mờ đi, chưa có bị sần, chưa bị mờ và chưa bị nhẵn đi này, còn rất là nét. Xe chạy 16 vạn nha, hoàn toàn là không tua gì tác, không tua tác gì đâu nha. Đây anh chị các bạn hãy nhìn những cái nhựa của những cái lỗ điều hòa này thôi, chúng ta đủ biết là nó sáng như thế nào. Và đây nữa, những cái núm vặn và nó không bị phai, những cái chữ này nó không bị phai màu đi này, vì vấn đề là tay, móng tay cọ vào không bị. Đây,
và những cái dấu này của nó còn rất là nguyên bản đây, rất là sáng. Cổ số của xe đây rõ nét và rất là sắc nét. Và cả phanh tay này, những cái chấm bb nhỏ nhỏ này thôi, nó không bị mờ đi và nó vẫn còn rất là đẹp. Đây, đối với những chiếc xe mà nó không chạy taxi dịch vụ. Và đây, bảng tắp nô của xe hoàn toàn là không có lỗ của cái đồng hồ đặt nên. Đây, những cốp xe nhìn xe nó rất là sạch sẽ. Thì đó, nội thất thì ok, không rách rứa gì cả, sạch sẽ nha. Đấy, giá chỉ có 180 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển rồi, rất là hợp lý để sử dụng một chiếc Gentra 2009 này. Đây, em sẽ quay về phần đằng sau xe cho anh chị các bạn xem thấy. Đây, nhìn nó rất là sạch sẽ nội thất này. Và cái phần nhựa xe của nó rất là sáng. Đây, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy này, nó rất là sáng sủa và sạch sẽ. Và cái phần này đây, không có một bất cứ một cái mắt thần nào. Đây, chúng ta nhìn thấy này, nhựa xe chuẩn đét 100%. Đó. Và nhựa xe nhìn rất là vàng. Đây là phần keo chỉ của xe này, vẫn là những cái con ốc mà rất là sáng. Và hoàn toàn là không có bị mọt, không có bị mọt tấn công ở những cái phần rèm cửa như thế này. Bạn nề của xe đây, anh chị các bạn nhìn rất là rõ nhé. Đó, và những cái nhựa bậc lên xuống thôi, chúng ta cũng có thể nhìn thấy là nó vẫn còn giữ được cái màu khá tươi. Rồi, ok, em sẽ cho anh chị và các bạn xem qua cái phần cốp của xe và phần nắp máy. Tí nữa em cho xem phần khoang máy và cái tiếng nổ của xe. Mà con bản thân của chiếc xe này nó chạy gầm rất là chắc, gầm chắc lịch luôn. Đây là những cái máng nước này, hoàn toàn là không có mọt gì. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Đó, hoàn toàn là không có mọt gì nhá. Đây, keo chỉ này, zin nguyên bản 100%. Đó, zin nguyên bản 100%. Đây là phần sơ cua xe thì đã được dàn phím 3M toàn thân và một quả lốp dự phòng. Đây là về dưới gầm xe này. Thì Gentra thì nó là một dòng xe mà gầm nó cũng khá cao, cho nên là để mà nói về vấn đề mục mọt về phần gầm thì có lẽ tấn công được chiếc xe này thì cũng hơi khó với bản thân chiếc xe này thôi nha. Chúng ta hãy xem cánh cửa đằng bên phụ này. Keo chỉ rất là nét nẹt, những con ốc của nó vẫn vậy, không có bị mục mọt hay là đâm đụng gì. Chúng ta thấy đi Gentra thì tất nhiên rồi, cái kiểu dáng nó vẫn đẹp. Nói gì nói, với cái tầm tiền như vậy thì Gentra nó vẫn là một dòng xe nhìn nó khá là lịch sự. Và mức tiêu thụ nhiên liệu ok, rất là ok luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe thì tầm khoảng 7,5 cho đến 8 lít trên 100 km. Thì em nghĩ nó là cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất rất hợp lý để cho anh em sở hữu để đi công vụ. Đây, em sẽ quay chậm lại để cho tất cả anh chị và các bạn có thể xem được cái phần tôn về cả hàng bao bu lê nhá. Đây, hàng bao bu lê này. Nó còn rất là thẳng, về hệ thống gầm của xe cũng vậy. Đây, đây là toàn bộ cái hệ thống gầm của xe.
Đây bên trong bảng tắp nô xe nhìn rất là sáng sủa sạch sẽ này. Anh chị các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ nét. Đó. Ok, em sẽ mở phần nắp capo lên và cho anh chị và các bạn nghe cái tiếng, nghe cái tiếng máy của động cơ nổ rất là êm và giòn đanh tiếng. Ok, giờ xe đang hoạt động rồi nha. Ở đây là động cơ của xe, chúng ta hãy và là không có một chút cái hơi thừa nào cả. Sợ dầu bắn ra thì em hãy nắp máy lại và cho anh chị và các bạn nghe cái tiếng máy của xe luôn. Máy nghe rất là đanh nha. Đó, máy thì cũng khô ráo, nó có bẩn thôi. Thực ra là dòng Encha cái nước ở đường bắn lên thì tạo xe nó bẩn là chuyện quá bình thường rồi, thì nó cũng không quá xa lạ với tất cả mọi người. Nói chung là dòng xe Encha cũng gì để hỏng, thi thoảng có hay bị lỗi cảm biến này, nó tạo cho cái xe hơi giật, nhưng mà thực ra là cái này cũng phải rất là rẻ, thay đi vẫn là xong mà có thể reset lại được. Và tất cả về hệ thống răng này, răng này rất là nguyên nha. Thì đối với dòng Encha này thì máy zin thì anh em đừng hỏi, vì một chiếc xe sử dụng khá là lâu năm, chục năm tuổi, thì dòng Encha nó là trong những cái dòng xe mà phải làm lại máy. Cho đến thời điểm bây giờ là phải làm lại máy thì máy mới hoạt động tốt và ngon được như bây giờ. Đây những phần là capo của xe đây. Chủ yếu là đây là chiếc xe nó không có đâm đụng, cũng bẩn, hơi bẩn một chút nên vệ sinh lại một chút thì sẽ đẹp hơn. Nó là một con xe cam kết với tất cả mọi người không có đâm đụng nhá. Đấy, còn máy thì hoạt động rất là tốt. Và cái bản thân của cái chiếc xe này, bản thân của chiếc xe này là một chiếc xe tư nhân, nó không chạy taxi hay là cũng không chạy dịch vụ gì cả. Cho nên là nó sẽ chạy cái gầm bệ khi mà anh chị và các bạn đến xem xe bên em nha. Chạy cực kỳ sướng luôn. Nó gầm nó rất là chắc. Và chúng ta khi chúng ta mở cái nội thất và chúng ta xem cái nội thất của chiếc xe Encha này thì thật sự nó đẹp vô cùng. Màu của nó sáng sủa, nó sạch sẽ. Máy chạy thoát. Và côn số rất là ngọt ngào, nó không bị dắt hay là côn nó không bị kém chút nào cả. Đấy, anh chị các bạn mình ngồi bên trong có thể thấy. Một dòng xe đi rất là dễ sử dụng, rất là dễ khiển. Một lần nữa thì em xin nhắc lại thông tin của xe, đó chính là chiếc Daewoo Encha được sản xuất năm 2009 và bên em sẽ bán mức giá là 180 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ, phí vận chuyển. Còn anh em ở ngoài Bắc thì giá 170 triệu giá niêm yết. Thông tin số điện thoại của em là 0966668121. Anh em hãy liên hệ em theo số điện thoại trên là 0966668121 để có thể chốt được em này. Một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video lần sau. Và những chiếc xe mà một lần sau bọn em mới về, và quý vị các bạn hãy nhớ nút đăng ký kênh nha, để có thể được cập nhật và được theo dõi những cái thông tin mà về mới nhất từ bên em. Xin trân trọng cảm ơn.